quý vị và các bạn, mặc dù cơ sở vật chất trường lớp đã xuống cấp trầm trọng và kéo dài nhiều năm qua, nhưng trường trung học cơ sở Tân Văn thuộc xã Tân Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng vẫn chưa được khắc phục. Điều này không chỉ làm ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy và học của ngôi trường này, mà đáng nói hơn là các thầy cô giáo và các em học sinh phải dạy và học dưới những phòng học tạm thiếu an toàn, đe dọa đến tính mạng, trong lúc địa phương này đã đạt chuẩn nông thôn mới. Mời bà con và các bạn theo dõi phóng sự sau. Có thể nói phòng học này không thể tồi tàn hơn được nữa. Một lớp học tạm sát sông Đại Dân của trường trung học cơ sở Tân Văn thuộc xã Tân Văn, huyện Lâm Hà phải gồng mình che chở cho thầy cô và học sinh qua nhiều năm tháng. Nhà trường cũng như chính quyền địa phương đã tìm nhiều giải pháp khắc phục, nhưng đến nay thực trạng này vẫn chưa được giải quyết. Trong lúc hàng ngày hàng giờ, cô và trò dạy học dưới phòng học tạm này không ít thấp thỏm lo âu. Mỗi khi mà trời mưa là cô trò rất là sợ, là sấm chớp rồi mưa gió nó tạt tứ phía, như anh thấy này, cánh cửa đang gió mà tạt là cô trò là dúng với nhau và sợ, cô cũng sợ và thậm chí là trò cũng rất sợ, cô trò là rất là lo lắng. Có những hôm là chúng tôi dậy thấy có chuột nó chạy qua, con chuột rất là to mà tôi rất là sợ, học sinh nó hét lên làm cho cô trò gián đoạn giờ học, rồi thậm chí là có mùi thuốc sâu, rồi gần đây là sông suối đấy, nhiều khi là các em ra chơi mà tuổi các em học sinh là hiếu động, nhiều khi các em chạy ra sông ra suối là chúng tôi cũng rất là lo lắng. Ngay ngôi trường chính cũng không khá hơn được bao nhiêu. Do thiếu phòng để dạy học, trường trung học cơ sở Tân Văn đã tận dụng kho lương thực cũ đã tồn tại hàng chục năm này để làm lớp học và các phòng chức năng khác. Nhìn thấy sự thiếu an toàn sờ sờ trước mắt, nhưng do nhu cầu bức thiết về tình trạng thiếu lớp học, nhà trường đành phải sử dụng. Với những phòng học này chưa kể đến ảnh hưởng nhiều đến chất lượng dạy và học, mà còn đe dọa đến tính mạng của thầy cô và học trò của ngôi trường này từng ngày từng giờ. Năm học 2017-2018, trường trung học cơ sở Tân Văn có 600 học sinh với 19 lớp, trong đó có 8 phòng học được xem là kiên cố nhưng đã sử dụng 19 năm qua, đủ cho 16 lớp học 2 ca sáng và chiều, còn 3 lớp phải học dưới những phòng học tạm. Tình hình cơ sở vật chất của trường trung học cơ sở Tân Văn hiện nay thì nói chung các phòng học đã thời gian sử dụng được quá lâu, về cái đảm bảo quy cách thì nó còn chưa đảm bảo. Các phòng học đang còn sử dụng những phòng tạm của các cái kho lương thực đã xây dựng cách đây 40 năm về trước. Do đó thì trong quá trình thực hiện giảng dạy của các thầy cô và sự học tập của học sinh thì nó cũng làm ảnh hưởng đến chất lượng dạy và học. Thì trong quá trình giảng dạy thì các thầy cô và học sinh đang lo lắng về cái tình hình là sự an toàn của các phòng học đã xuống cấp. Khi mà trời mưa to gió lớn, gió bão thì tâm lý rất là hoang mang. Trường trung học cơ sở của xã Tân Văn thì trước nay thì cũng rất là bức xúc về cái cơ sở vật chất, về cái khuôn viên của trường học, nhưng mà bên cạnh đó thì đảng ủy và chính quyền địa phương thì cũng đã có những cái tác động, cũng đã có những nhiều cái phối hợp, nhưng bên cạnh đó thì cái chủ trương, cái mà biện pháp để mà giải quyết cái vấn đề mở rộng trường lớp của trường trung học cơ sở Tân Văn thì cũng chưa được đáp ứng. Mong muốn làm sao trong thời gian tới là các cấp chính quyền tạo mọi điều kiện để cho địa phương phát huy được cái tiềm năng, phát huy được cái ngành giáo dục để các em có những cái điều kiện tốt nhất trong học tập và các thầy cô có những điều kiện tốt nhất trong giảng dạy. Đến nay, xã Tân Văn, huyện Lâm Hà đã đạt chuẩn chương trình xây dựng nông thôn mới. Nhìn vào cơ sở vật chất của ngôi trường này, không ít người băn khoăn suy nghĩ. Các cấp ngành liên quan cần sớm vào cuộc và có giải pháp khắc phục thực trạng này, chứ đừng để sự việc kéo dài. Mỗi khi thầy cô giáo và học sinh dạy vào học trong những phòng học tạm này với tâm lý lo âu, cầu trời đừng mưa to, gió lớn.